mà đi tô không có chẳng qua gì. Ăn chay niệm Phật thì lòng vui nhất. Thượng ơi, nay tinh đức ngũ tử đặng qua quê nhà con nay ở chốn đường xa. Tên con đặt tiểu trưng na bông hiền bồn bề chùa xuống tóc cạo đầu con bạch Phật chưa sao. Mẹ ơi, Phật ban cho con tiếng trường Minh Châu phép màu, đánh đầu thiếu con ta đi mà đây con quyết một lòng con ra đi tìm mẹ. Mẹ ơi, lòng mẹ bao la, lòng mẹ tay thiết tha cả cuộc đời. Mẹ vì cháu vì con cả cuộc đời. Chín năm qua cửa chuyện tu nhân
về tới đất Mộ Châu quê mẹ. Con Tiểu Tiểu Sơn Na Bốc, nay con chính thực là tên gọi Mục Liên. 9 năm qua con đi tu đức cửa chiền, nay con lại về quê thăm mẹ. A Di Đà Phật. Là cái giải này là của hai vợ chồng của con trai út của cụ Vong thưởng Mục Liên một giải cố gắng để đi tìm mẹ về quy tiên chầu Phật. A Di Đà Phật. Mẹ ơi, mẹ ơi, nói đến công cha nghĩa mẹ như biển hồ nay nắng. Phật làm con phải đáp, phải đề. Mẹ tạ thế lâm chung, mẹ theo hầu các cụ và chào hỏi chúng con trai dâu bạc năm và bao nỗi xót đau. Mẹ ơi, đêm thờ ni biệt và chào hỏi con gạt dòng nước mắt. Mẹ kính yêu ơi, tiếng khóc lời than của vợ chồng con là trai dâu út mi trong nhà. Hỏi mẹ ơi, mẹ vẫn bảo mẹ thương các con bỏ dĩ mẹ. Các cháu chưa trưởng thành và chồng con vất vả hãng ta đơn à. Mẹ ơi, những ngày mẹ ốm đau vợ chồng con thấy nhau nay trở về. Mẹ ăn Tết với các đi con. Nhưng mẹ ơi, ai cũng ở đâu. 81 tuổi xuân mẹ ơi, đừng kiếp mẹ hơi. Đây ta đến đất âm mông địa phủ.
đất phố quân huyện Chi Dương, biết đây ai thăm hỏi đôi điều. Nay ta hỏi chúa quan cái cửa ngục, bỡ lẽ ai là kẻ yêu đầu ngục tốt trong đó? Truyền cho chư quân mở cửa cho qua, lấy ta vào trước thân mẫu ta ra, rồi ta cho các ngươi đủ vàng lẫn bạc. Mô Phật, yêu chung hai chữ nặng lời. Mô Phật, cho đây triển tích là người ngục điên. Mô Phật, trong kinh Phật dạy chớ quên. Mô Phật, trước là phụ mẫu sau ơn mẹ thầy. Mô Phật, ngục điên là phải ăn chay. Mô Phật, yêu chung giữ nơi mẫu thân an toàn. Mô Phật, A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn các cô bạn từ nay quê nhà. Trời ta đánh những vẻ nơi đã chúng con lạy con chỉ là thầy mặt cho dân biết trong nghề đoàn cầu chúc ca chủ để mình ăn đón chuẩn hương về được mạnh khỏe sống trên đời trong đâu cho đoàn. Xin là chúc các cụ cứ sống điên, sống đâu bách điên dài lão bão không đổ nha các cụ nha. Gầm các cụ quê mình vẫn làm hàng khéo lắm, chả biết có buôn bán thì không mà làm hàng khéo thế. Rồi ta cho các ngươi đủ vàng đến bạc. Tiếng kẻ nào vẫn nhỏ to ở ngoài đấy, cửa thành môn ta đã nghiêm cấm xưa nay. Có việc chi mà đến trước đây để ta bắt các ngươi vào chịu tội? Bớ lại chữ yêu đầu cục tốt. Như ta đây là dạy hiểu mục liên, lấy mẹ ta đang mắc tội oan khiên. Oan khiên ta nộp đàn xuống nơi đây để tìm mẹ. Lấy các ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ thì hãy xem đây tích trưởng Minh Châu tòa cho các ngươi biết thế nào là phép Phật. Thử xem. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà. Lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, mười phương chư Phật mười phương, con lạy vua cha hào hoàng thượng đế, con lạy tứ Phật bà Phật tâm, hãy ban cho con đây tiểu chức ta bốc mục liên,
được tụng kinh và tụng phép màu của tích trường Minh Châu. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ba la mật tiên tiên tiểu thần ở đông lao địa ba mô la tứ thì là kim tích trường a thiên ta thiên ta di tam sao ba đông lao địa tâm tu đa tu ba la di ba ba ha. Ba la mật tiên tiên thần ở đông lao địa ba mô la tứ thì là kim tích trường a ba đông lao địa tâm tu đa tu ba la di ba ba ha. Ba la mật tiên tiên thần ở đông lao địa ba mô la tứ thì là kim tích trường a ba đông lao địa. Này các người đã biết thế nào là phép Phật? Vậy chú Nghiêu đầu trong bục lên ta hỏi. Gì đây? Lại trốn ngục huyết hầu. Lời suối vàng trốn ngục huyết hầu. Các người có dám mắng ai một nữ nhân tên gọi Phạm Thị Thanh Đề là mẹ của ta? Có hề không nói cho ta đây đường đó. Dạ thưa Đức Phật Mục Điên, trong cửa ngục 18 A Trì này giam rất nhiều những người mắc tội huyết hồ. Mẹ nhà ngươi là Phạm Thị Thanh Đề. Ở đây có hai người là Phạm Thị Thanh Đề. Ngươi cho ta hỏi, mẹ nhà ngươi hình dáng như thế nào, cao lắm như thế nào? Ngươi phải nói rõ cho ta được biết thì ta mới xem có ai không chứ ạ. Chú Nghiêu đầu một liên, chú Nghiêu đầu cho một liên ta đây nói rõ. Mẹ của ta là Phạm Thị Thanh Đề, là 68 cân, cao 1m71. Có hay không nói cho ta đây được đó? Dạ thưa Đức Phật Mục Điên, nếu như đúng như vậy thì trong cửa ngục này hiện giờ ta đang giam một bà như vậy là Phạm Thị Thanh Đề đó. À, lấy các người ra mắng mẹ ta là Phạm Thị Thanh Đề. Đêm ngày các người hành hạ và trao khảo mẹ ta bằng những hình tội lỗi gì, nói cho Mục Liên ta đây được rõ. Dạ thưa Đức Phật Mục Liên, tất cả các vong nhân bị giam ở chốn cửa ngục 18 A Trì này, nếu như nhẹ thì cũng lấy kìm rút lưỡi, nặng thì lấy búa đinh đập vào đầu gối và chân tay. Trời đất ơi, đúng là một lũ mặt quỷ mặt ma. Này các ngươi không có đạo lý con người. A Di Đà Phật. Ô Phật. Trong mi mỗi tơ vò nóng nề con. Thử 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 thử. Mẹ ơi, thời trong mi mỗi tơ vò con quyết đi đi mà cứu mẹ. Trường cách nghi xa mẹ ơi, dưới âm mì cung còn đâu có quản gì mẹ ơi, dưới âm mì cung từng 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 còn đâu có quản gì. A Di Đà Phật. Ô Phật. Cái dãy này là hai vợ chồng là con trưởng của cụ Phong Thướng Mục Liên giải. Cố gắng đi cứu mẹ về nhá. Bà hát điệu trèo đào điệu hay đấy ạ. Con hỏi thật cụ, thế cụ có phải đẻ ra ca sĩ Thu Hiền không ạ? Thu Hiền thì không phải là hát chèo mà phải thanh hoan mới hát chèo. Mẹ ơi,
giá này. Mẹ ơi, chỉ còn có một đêm nay là đêm thả của mẹ. Và chồng chồng con là cháy cả dấu đầu. Mẹ ơi, nguyện đèn nhà mà tự tròn năm canh. Là trai cả con nó dấu hà đầu. Hỏi mẹ ơi, mấy chục năm qua mẹ con thì chục bao trong người mày em ở đó đói bụi buồn vẫn có áo có còn à. Lấy vợ chồng chúng con đã làm nên nhà cao cửa rộng như thế này. Hỡi mẹ ơi, sao mẹ chẳng tỏ ta chuyển đành các người cương anh khóa chát thêm đồng để bộc liên ta vào cứu mẹ. Vẫn may đâu, hãy cưa khóa chát thêm đồng để cho bộc liên vào cứu mẹ nghe không. Con trèo đèo nay xuống cho nó chuối vàng con phá bột kiếp thổ con kêu mẹ ta. Mẹ ơi, mẹ con ở trong cửa ngục la chi thì mẹ cần tiếng con vào cửa khoa chát thêm đồng con tát mẹ ra không nghĩ biết nghĩ bây giờ tiếng nghĩ của ai không biết con ơi con đi vào
dắt đi, con đi dắt đi mẹ ra, tôi mẹ ra. Bao ngày mẹ bị giam trong ngục, tôi ôi đớn đi thì đớn đau quỷ xứ đó cha. Mẹ đau là đau xót đi, mong con này con ơi con ấy vào đây, con ơi quả sắt nè thiên là con vào bây giờ con giặt ra mà để con đi bồng con đồng ý con dắt đi mẹ ra. Con dắt đi mẹ ra mày để con này mà con đi giặt đi mà để con là rồi. Mẹ qua đò về Tây Trúc mẹ nghỉ thôi, ơi hỡi là con ơi. Quá sắt ní thẹn là đông con nơi bây giờ mẹ biết đi mà để được nào, mẹ biết đi được nào để mẹ ơi. Con dắt mẹ ra đây là đến chỗ nào để hạ con? Dạ thưa mẹ, chỉ để con ơi. Con đã vất vả đặt nổi gian nan, nay con xuyên rừng vượt biển chung chân chuối vàng, nay con đã phá cổ huyết hồ, con cứu được mẹ ra đây. Mẹ ơi, chỉ để con. Mẹ con ta là dòng sông nước chảy. Ừ, đã đến bến đò rồi hả con? Dạ thưa mẹ. Ôi dồi con ơi, bến đò đông người thế nhỉ? Đây mẹ ra đây, thế mẹ xin chào các cụ đi mẹ ơi. Ôi dồi, quý hoa quá. Ôi rét mướt thế này mà các cụ vẫn rồi con cháu trong nhà vẫn ngồi đông đủ thế này. Ôi dồi, cảm ơn các cụ nhá, quý hoa quá. Thế cô có cụ nào cho em tiền không các cụ ơi? Ôi dồi ôi, kìm thế nhỉ? Ôi dồi ôi, gom đi tích từ bao giờ mà cái được cái tiền giấy này thế? Ôi dồi ôi, tiền này thì rơi xuống sông thì ướt hết. Thôi thì đi, nào, ít nhưng mà cứ liên tục là được. Ôi dồi ôi, quý hoa quá. Quý hoa. Vừa già vừa yếu lại vừa rét nó run chứ. Ôi ôi. Thôi được. Còn cháu cho để ăn quà. Cứ bớt cho em thế này. Ôi dồi ôi, gặp thế này thì nhùi hết. Mai bảo con trẻ nó cho nồi nấu. Thôi tiền này để cho mấy bác trong đoàn ngày mai về
nên cái quán xăng ở trên chỗ cầu vác cái đổ xăng nhá. Mẹ ơi, chỉ thế con. Thế mẹ tuổi già sức yếu, con đói thì mai bảo con để út cho nồi nấu nhá. Con ơi, người ta bảo rằng trăm đồng tiền công không bằng đồng tiền thưởng. Đây, các cụ tuy sức yếu tuổi già nhưng mà lại có lòng để cho mẹ tiền vỏ, tiền trầu, để mẹ tí nữa mẹ lấy tiền giả, tiền đò rồi con ạ. Già nhưng mà cho rồi mấy bác trẻ chả thấy bác nào cho. Ơi, mẹ ơi, thì con thế có thấy vợ chồng con nhà nước phương đã cho mẹ chưa? Ô thế cái thằng cháu Minh nó đi đâu hay nó đi quay vịt tối vậy? Tối này mà nó đi quay vịt ở đâu vậy? Bố mẹ nó bảo cháu nó về trong nhà rồi, rồi bố mẹ nó cho thay cháu. Cho chưa? Chưa. Chưa cho à? Chả biết là vợ chồng Lên Phương ngồi ở đâu rồi. Con ơi, dạ. Nhắc tên làm gì? Các con của mẹ cho thì còn khá, nhỡ không cho rồi lại mang tiếng. Thế, hoa hoa. Thế nhà có mấy cháu? Thầy bảo được ba cháu cơ mà. Con ơi, dạ. Con cháu của mẹ thì đông. Vâng. Ở đây, người ta bảo là người giàu thì một bó, người khó thì một thúng. Ôi, một quên. Nén mẹ. Người khó thì một nén. Mẹ cũng chỉ mong là mẹ bước xuống đò. Các con các cháu đi, mỗi các con các cháu nó bớt ra một chút gạo, chút tiền để mẹ lấy tiền giá tiền đò với con ạ. Mẹ ơi. Ô thế con ơi, dạ. Đến bến đò chưa con? Đây đã đến bến đò. Đến bến đò rồi hả con? Mẹ ơi, chỉ xa xa trước mặt mẹ con ta là dòng sông Hải Hà. Mẹ ơi, chỉ thế. Nay mẹ đã được ra đây, để rồi sau con tiễn mẹ xuống đò. Thế mẹ có điều gì mẹ muốn dặn các con các cháu của mẹ nữa hay không? Này con ơi, dạ. Con đã khưa khóa sắt then đồng, con đã dắt được mẹ ra đây rồi. Mẹ có điều này mẹ muốn hỏi con, thời con nào có biết? Dạ thưa mẹ, có điều chi con xin mẹ cứ dạy. Thế con có biết tổ quốc là gì, nhân dân làm sao, và tình phụ mẫu như thế nào không hả con? Dạ thưa mẹ, tuy con đã học rộng tài cao, đường kinh sử thì con đây thông thái. Những điều mẹ hỏi ấp nghĩa xa xôi, tuổi hầu sinh nào con đâu biết được. Ừ, nếu như con không biết thì mẹ sẽ giải bày cho con biết nghe con. Này con, con ơi, tổ quốc đi thì cao, cao minh, nhân dân thì vĩ đại, vĩ đại, hổ như hải, sơn như kỳ, nếu lại sinh con mẹ chịu đắng cay, huyết hồ nay nắng sự này con ơi. Mẹ kể ân là mẹ kể ân một thì ân đi mẹ mới thay là qua thay âm dương bây giờ nghe thi là hồ ai là hồ ai lại biết đây được lòng họ mẹ chỉ chẳng hạn được.
ơi. Thôi 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 thôi. Mẹ không kể nữa đâu. Bây giờ mà kể hết 10 ân công cha nghĩa mẹ ra đây thì trời sáng mất. Mà trời sáng thì mẹ lại không được qua đò. Mẹ lại mắc tội mần nữa thì khổ. Mà mẹ kể hết ra nhỡ các cụ rồi các bác, các anh, các chị ngồi ở đây về hết thì tí nữa mẹ xuống đò một mình hả con? Tôi còn xin mẹ khoan đừng kể lẽ. Ừ, mẹ không kể nữa đâu con ạ. Đường còn một ngày, nay lại cánh sông. Mà đường xuống bến sông đã dốc thì lại dài. Ừ. Mẹ ơi, chỉ thế con. Tôi đêm giá lạnh. Nếu con dắt mẹ ra, mẹ không theo kịp thì mẹ ngã là khổ đấy mẹ ơi. Ừ thôi con chả dắt thì mẹ cứ để ở trên bờ này cũng được. Con ra bến sông con gọi con lái đò xem sao. Con bảo với mẹ là mẹ cứ ngồi xuống đây một lát để cho trong người khoan khoái và đỡ đau lưng. Ừ phải rồi. Con ra bến sông con đẩy trình ông nay. Để mẹ ngồi nghỉ đây một lát con nhá. Con ra bến sông. Con là trình trời nợi đất, con gọi thế nào cho khéo vào để ông nái ông ấy bằng lòng, ông ấy chở mẹ qua sông ngay con nhá. Này này chở mẹ tôi là Phạm Thị Thanh Đề qua đò Bát Nhã về bên kia Tây Trúc để nghe kinh nhà Phật ông nái đò ơi. Ấy ấy này quý khách ơi, sao ấy thế đi đâu sớm sao không vội ấy sớm còn đập đàn cứu mẹ. Đêm hôm khuya khuất lại reo ra reo rắt gọi đò thế. Ấy này quý khách ơi, sao ấy chở đò đếm lão thời hốt lắm. Hốt sao? Lão sợ cái sóng to gió lớn. Gió lớn ra tới giữa dòng đánh rơi mất phong có mà mang tội chết. Tội chết. Ấy thôi tốt hơn hết lão cứ vào làm giấc ngủ say. Nếu có vội thì để sáng ngày kia lão ra lão chở. Trời ơi ông ấy, lão đò đi ngủ đây. Thế ông nái đò bảo sao hở con? Ông sải bảo là có vội thì sáng ngày kia ông mới chở. Ôi rồi sáng ngày kia có nghĩa là ngày 23 hả con? Vâng ạ. À, hôm nay mới 21, bao giờ đã 23? Đây các cụ giả tiền đò cho cụ Phong đây. Ơm các cụ làm gì ra tiền mà từ tối đến giờ chỉ cho hai em rồi thế? Các cụ giả tiền đò cho cụ Phong nhá. Ôi quý hóa quá, em cảm ơn các cụ nhá. Phật. Mô Phật. Đến đây có khách gọi đò. Mô Phật. Ông sai có đấy chở đò sang ngay. Mô Phật. Dù rằng sóng gió mỏi tay. Mô Phật. Xin mời ông sai chở ngay sang liền. Mô Phật. Trông ông có đức mà lại có hiền. Mô Phật. Tôi hỏi đến tiền ông nấy là bao.
Mô Phật. Tiền này các cụ thương vào. Mô Phật. Thương ông một dài tuổi cao, nái đỏ A Di Đà Phật. Mô cụ có cái quần mới mà đò chưa ra trả bao giờ mẹ được con đi. Trời ơi, mẹ ơi, chỉ thế con. Hay là mẹ ra đây mẹ trình trời đầy đất. Mẹ gọi ông thái đò một lần nữa xem sao. Ừ, có khả năng là mẹ phải ra để mẹ trình trời nảy đất. Mẹ gọi ông nai đò một lần nữa xem ông ấy có chở hay không. Tôi xin chấp tay, tôi xin lạy trời, tôi xin lạy đất. Mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, tôi nhờ ông nai đò ơi, ông nhủ lòng thương xót. Đêm hôm giá lạnh tôi phải qua sông Hà. Tôi được biết ông là người có đức mà lại có tâm, nên tôi xin ông nhủ lòng thương xót. Nghĩ tới thôi mà chở tôi qua đoạn lạy này ông ơi, lạy đò ơi, tôi xin ông nhủ lòng thương xót đi, ông chở tôi qua sông Hải Hà. Chở đò con cháu tôi sẽ trả ông tiền công hết bao nhiêu, tôi bảo con tôi sẽ trả. Ông ơi lại đò ơi, tôi xin ông ra chở đò. Họ khoan hỏi khoan mà họ đò lấy Phật ban cho ông để ông đi, ông làm phúc. Ông ơi lại đò ơi, tôi xin ông ra chở đò. Khoan hỏi khoan mà họ bữa nay ông nay đò ơi. Ôi lại mô Phật ở đâu đấy con? Phật. A Di Đà Phật. Mô Phật. Ông chào công ơi. Mô Phật. Trong sách có chữ rằng giang phúc. Mô Phật. Ông làm phúc sao ông vỡ phần. Mô Phật. Mẹ con tôi đây là kẻ chư nhân. Mô Phật. Đi đến đây mỏi chân ngừng gối. Mô Phật. Xin ông làm phúc ông chở mẹ con tôi qua sông Hải Hà. Mô Phật. Để mẹ tôi về Tây Thiên chầu Phật. Mô Phật. Ông làm phúc sao ông có phần ông chào công ơi. A Di Đà Phật. Này hạnh mục nên con. Con ơi, trong lúc mẹ đang gọi đò,
mẹ nhìn thấy thoáng một cái có đứa con nào của mẹ ra cho mẹ 50 cái con. Dạ thưa mẹ, đấy là con rể út với con gái út của mẹ đấy. Ô thế con rể út với con gái út hả con? Vâng ạ. Đấy đúng là giàu con út khó thời con út. Mẹ thì mắt kém nhìn cũng chẳng rõ, thoáng một cái nó thả đến xịch một cái 50 vào đò. Ô thế còn con rể cả của mẹ đâu rồi con? Mẹ ơi, vẫn bảo rằng thua trời một vạn không bằng thua em nó một chút. Mẹ cứ yên tâm thế nào rồi con rể cả cũng ra giả tiền đò cho mẹ 50 bằng thế, em. Mẹ chẳng an tâm thì mẹ làm gì bây giờ con? Ôi, rể cả kém rể út ba xịt rồi mẹ ơi. Con ơi, để mẹ gọi ông nái đò một lần nữa xem con nhá. Vâng ạ. Ông nái đò ơi. Sao? Ông làm ơn làm phúc. Ông ra đây ông ấy tát nước khai quang đò. Rồi ông cho tôi sang bờ với ông nái đò ơi. Ô quái, thế nào mà cứ sãi mãi thế? Ô thế ông chưa ra thì chả phải gọi thì sao? Ấy ấy này à, quý khách ơi. Sao? Ấy à, gom chuyện lừa dối vừa mới tối hôm sửa hôm xưa. Ở đâu? Cũng có hành khách giả danh đi đò y mẹ con nhà lão. Ừ. Chưa cho sang thì ơn kia nghĩa nọ. Nghĩa nọ. Ấy ra tới giữa dòng. Ấy gồng một cái lão lăn gô xuống vực. Có việc gì không? Ôi giời, cơm vẫn thâm tím hết cả mình đây. Ừ. Uống chặt nước thừa sống thiếu chết. Phải rồi, thừa sống thiếu chết. Ấy à, chưa cho sang thì ơn kia nghĩa nọ. Nghĩa nọ. Ấy à, cho sang rồi thì phớt mặt lão ngay. Lão ngay. Ấy tôi tốt hơn hết, lão cứ làm cái bài ăn chắc. Chắc thế nào? Ấy à, bao giờ có gạo có tiền thì lão mới ra lão chở nhá. Ấy không thì để năm 2022 lão ra nhá. Ôi đi ngủ tiếp đó. Con ơi, ông nái đò này thật là ông khó tính thật con ạ. Con ơi, mẹ bảo này, hay là mẹ con mình thuê taxi đi. Mẹ ơi. Con ơi, xăng nhà mình không thiếu. Hôm ấy thằng bố Nhật nó đại lý xăng ở trên cầu Vát, thiếu gì xăng. Nhưng con bảo mẹ con mình đi taxi đi con, không đi đò nữa. Con bảo với mẹ là ở trần gian thì còn đi taxi. Nhưng về Tây Trúc thì phải qua đò Bát Nhã, không đi taxi được đâu mẹ. Ô thế là ở trần gian mới đi ô tô, thế còn mẹ ở dưới âm là đi đò hả con? Đi đò Bát Nhã. Ô thế giá như mà cái thằng bố Nhật nó cho mẹ mấy chục lít xăng mẹ bán, mẹ lấy tiền trả tiền đò ông lái cũng được các con nhầy. Âm thằng bố này chắc thế chứ nhỉ. Ô để mẹ gọi lần nữa xem nào. Ai thế con? Chả biết cháu nào gương thả đến huỳnh cái tí đấm đỏ đấy mẹ. Cháu nào ấy? Cháu ở con rể cả. Ồ chắc là cháu nó chưa nịnh lương nên nó mới giả tiền giấy, chứ nó mà nịnh lương rồi nó giả tiền cô ni me con người. Ơi chiều báo nhau ở ngoài cái bàn thư ký là cứ đổi nơi toàn mẹ. Thôi được con ơi. Bây giờ biết làm sao được. Hay là mẹ con mình dắt nhau đi ra ngoài kia nương tựa vào bà con hàng xóm xem có được ít nào không con ơi. Mẹ ơi, gọi mãi mà ông không ra tiền thì không có. Thế con mang theo đồng nào không con? Để con gọi ông nãy đò một lần nữa xem sao. Gọi gì tốt nhất là ra ngoài kia xem bà con cô bác cũng có đồng nào cho mà vào giả, chứ giờ gọi đến bao giờ khuya chắc, rồi. Chắc rằng con gọi lần này là ông ấy cho sang đến nhà. Tôi chạy đồng đưa
cùng chúng ông nay ơi cho mẹ tôi qua đò tháng trông bạn ơi ông nay đò ơi sao ông làm ơn làm phúc ra chở mẹ tôi qua đò tháng bến với giá lạnh lắm rồi ấy thế mẹ con nhà lão ấy có gạo có tiền chưa có đủ rồi ấy thế ấy tôi được rồi nghe khách kêu van lão cũng thấy thương tình lão thì có một thương tiền ấy khách về bên kia Tây Trúc lại là khách của nhà Phật ấy muốn được qua sông thôi được rồi đây mẹ con nhà bà cứ tạm biệt nhau đi để lát nữa lão ra làm lễ khai khoan để đưa vong linh bà về bên kia Tây Trúc nhá con ơi ông nái đò ông ấy bảo thế nào con từ từ con ơi xem cháu nào đây cháu ngoại à quý hóa quá thì bà xin nhá ông ấy bảo là mẹ con cứ tiễn biệt rồi đưa mẹ xuống bến ông ấy tắt nước khai quang đò rồi cho mẹ thăng bến đấy mẹ phải rồi đêm đã về khuya mà ông nái đò ông đã bằng lòng cho mẹ xuống đò để ông ấy chở mẹ qua đò về bên kia Tây Trúc con ơi thế là phút giây mẹ con mình phải xa nhau đã đến con ơi trước khi mẹ bước xuống đò mẹ về bên kia Tây Trúc con hãy nán lại đây cho mẹ được ôm con vào lòng để mẹ được hát câu hát ầu ơi mà ngày nào mẹ ru con ngồi ôi giờ này con ơi phút chia tay bây giờ đến nơi mẹ con từ nay đôi gà ôi đôi đường đôi gà từ đây mẹ con mình đôi nơi phút chia đi nghe nào mẹ xót xa làm chi phút đau thương này bây giờ đây con ơi khóc làm gì để mẹ đi con ơi thôi mẹ đành thôi từ đây xa rời các con mẹ từ đây xa rời các con thôi con ơi đứng dậy đi khóc than làm gì để mẹ đi mẹ bước đi xuống đò mẹ phải đi xa rời các con mẹ phải đi xa rời các con ơi mẹ cũng biết rằng chia ly là đau khổ nhưng biết làm sao được con ơi con càng khóc bao nhiêu thì mẹ bước xuống đò mẹ lại càng đau lòng xót ruột đây cũng chỉ là tạo hóa xoay vần tạo hóa đã sinh ra con người ắt phải hóa người đi mẹ ra đi cũng chẳng phải là oan khiên gì nữa mà cũng chỉ là mẹ sức yếu tuổi già mẹ phải quy tiên con có biết không ở đời không ai tránh khỏi cái tuổi già không ai tránh khỏi bỏ nhà bỏ cháu bỏ con nên con ơi
mẹ chỉ mong các con sau khi mẹ đi rồi, cha các con ở lại trên đời sẽ buồn, sẽ nhớ. Các con phải bảo nhau mà đoàn kết, sống thì anh em phải trên kính dưới nhường, đồng thuận một lòng bảo ban nhau trong cuộc sống. Và nhớ lời mẹ dặn là phải chăm sóc cho cha của các con. Con ơi, gà đã gáy rục canh ba, trời sắp sáng. Con ơi, mẹ phải bước xuống đò để mẹ về bên kia ăn. Con ơi, mẹ già như chuối chín cây, gió này mẹ dùng để các con đau lòng từ nay. Gió này mẹ dùng nên mẹ đành xa con. Thôi con ơi, con ơi, mẹ về Tây Trúc mẹ thời nghỉ ngơi. Các con ơi, bây giờ ở tại trên đời, một lòng lại bảo ban nhau. Trời ơi, mẫu thân lời mẹ, vĩnh biệt các con, vĩnh biệt bà con thôn Đồng Đạo. Thôi mẹ đi đâu, bỏ các con thân rồi sao mẹ ơi. Ai cướp mẹ tôi, ai cướp mẹ tôi, là mẹ tôi đâu rồi. Mẹ hỏi mẹ ơi, con trai ông trời, ông trời ở quá cao. Con tranh đất mẹ ơi, khi đất nó quá dày, con tranh ba đêm buông đã che khuất mẹ rồi. Mẹ ơi, nhìn mẹ xuống đò mà lòng dạ con đau. Tiếng mẹ ra đi lớn con hai hàng, mẹ hỏi mẹ ơi, thế nào đành mẫu tử mẹ con bay cùng chia xa. Mẹ ơi, nay ba hồn trên phía mẹ bước xuống đò dòng. Mẹ ơi, thì cứ nằm đò mẹ ngồi cho chắc, ông chào công sẽ chờ mẹ qua đò. Con trở lại cõi dần gian để đèn nhang con phụng thờ vắng hồn mẹ, cầu cho mẹ nơi thứ vàng mẹ thanh thản tất đàn tu. Mẹ ơi, con chắp tay một ngày này con xin vĩnh biệt mẹ. Nay thuyền ta ra khơi, nhìn bằng mẹ lấy xuống mẹ là thế sao?